dốc rồi, dữ lắm rồi. Rồi rồi, bơi rồi, xuống dữ lắm rồi. Ôi ôi ôi, xuống tụt rồi các bạn. Xu lẹ luôn ha. Ôi, quá chảy mà xuống không được luôn à. Lên không nổi các bạn ơi. Trời ơi, ghê chưa. Ồ, chảy như cắt kìa. Nước quá chảy chú. Ôi, tụt chốc luôn rồi. Quá nguy hiểm nha. Không thể nào lên nổi nha các bạn. Đà Lan có hai cái neo. Bây giờ để coi coi ổng chú còn có bắt chớm lên nữa không nha. Còn ở phía sau một chiếc nữa kìa. Cái cống với cái xà lan thì nó cũng tương đương với nhau nha các bạn. Còn các bạn nước thấy không? Thấy nước chảy rất là gắt. Bây giờ thì các bạn cùng xem nha, để coi cái pha này có lên tiếp tục không nha các bạn. Sự là rất là nguy hiểm luôn. Tại vì giờ này mà nếu mà không qua được thì giác chiều không thể nào qua nha. Giác chiều nước nó chảy còn gắt hơn giờ này nữa các bạn. Thôi bây giờ thì để coi anh xà lan anh sẽ làm gì đây. Giờ này nước nó chảy nè. Ghê chưa. Căng thiệt chứ. Mấy chiếc xà lan qua đây thật sự mà nói là không dễ một chút nào luôn á. Bây giờ anh tấp vô đó rồi. Ôi ôi, khối mẹ khối cha nó ra mịt mù kìa. Rồi chắc anh bắt chớn lên hả, anh dè lại đây không biết nữa. Đấy, có hai lỗ mũi nè. Chiếc này nó cũng chắc cũng theo mình độ chắc cũng phải 600-700 tấn, chắc khoảng 600-600 tấn ha. Khoảng 500 tấn đổ lại gì đó, nó nằm trong khoảng đó mình không chính xác nữa. Rồi bây giờ thì ảnh sẽ bắt chớn lên lại một lần nữa này các bạn. Đây các bạn cùng xem nha. Nó chuẩn bị lấy chớn lên nè. Xà lan mà đi cái mùa này thì phải nói các bạn là vô cùng vất vả, cho nên là cũng rất thông cảm cho mấy anh em đi xà lan. Ôi ôi, nước non nó ra kìa. Thì xin qua đây thì xin chúc mấy anh em đi xà lan cũng như là nghề sông nước, thì các bạn đã xem cái vua kênh mình đó, lúc nào mình cũng luôn chúc anh em làm nghề đường, làm nghề bà cậu tức là sông nước đó thật nhiều có may mắn ha. Đây các bạn xem nước nè, bây giờ thì ảnh tiếp tục lên lần thứ hai ha. Qua đây phải nói là ngán ngẩm luôn nè các bạn. Đó, tiếp tục ảnh sẽ lấy chớn lên. Rồi, bắt đầu cùng xem nha các bạn. Sau một hồi công phu và chờ đợi thì ảnh sẽ bắt chớn đi lên nè. Hy vọng là lần này sẽ qua. Đang hẹn ga dữ rồi các bạn. Bây giờ thì nước thì chảy cũng rất là mạnh nha. OB rồi. Không biết sao đây, không biết anh có tìm cách ảnh qua không hay là như thế nào nữa. Hai cái lỗ này là như hai cái lỗ mũi gì ha, hai neo đó. Rồi 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 rồi. Tự dướng vô đây rồi. Dướng đang cái chết nữa. Dướng vô đó. Rồi ve ra kịp rồi. Bê ngang bê xuôi tùm lum hết trơn ha. Bê lái rồi, phía sau hẹn dữ rồi. Rồi bên đây rồi sao rồi. Anh tài công cũng rất là trẻ nha. Kinh nghiệm chắc cũng là cũng nhiều năm lắm á. Nếu không nhiều năm thì cũng qua đây không dễ một chút nào nha các bạn. Anh sẽ làm gì đây. Rồi bây giờ gướng vô bờ luôn rồi, gướng vô luôn rồi. Nè 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 nè. Rồi đụng. Giờ chắc ảnh đậu đó một chút ha. Để coi cùng xem nha các bạn. Đây các bạn, thì sau một hồi thì cái chiếc xà lan phía bên này đậu bơm nước ra để cho nhẹ để đi lên ha. Thì chiếc màu xanh sẽ đi lên rồi đó các bạn. Không biết sao đây. Đó thì cái chiếc kia không thể nào lên nổi rồi. Bây giờ hai chiếc ha, chiếc đậu kia đậu sát mé để nhường cho chiếc này lên, hy vọng là chiếc này sẽ lên. Máy yếu qua đây thì xác định luôn, khỏi có nói là qua luôn đó các bạn. Bây giờ thì các bạn hãy cùng xem nha.
qua này chắc cũng gây cắn lắm đây, phải công phải cầm lái cho chắc, phải chuẩn mới được lên ha. Anh em cũng đang ban từ từ lên nè, bắt đầu khói thấy ra xương xương rồi đó, cũng mù mù rồi đó. Đó các bạn thấy nước chưa, tại vì cái là cái này tại nước nó quá chảy chứ không phải là vấn đề gì, nhưng mà chỉ là chảy có buổi sáng thôi nha, còn buổi chiều thì nó ngay nước nó bình lên. Rồi bây giờ thì anh sẽ chuẩn bị đi lên ha, để kìm lái cho chắc. Anh kia thì cũng canh chế độ rồi đó. Bắt đầu hơi bê bê nghiêng nghiêng rồi đó nha. Ôi nước của nó sấy luôn rồi, ghê chưa. Bắt đầu anh kia anh phát tín hiệu là qua phía bên kia. Đầu phụ ra thôi. Tắp luôn rồi, tắp luôn rồi, tắp luôn rồi. Cầm lái cho ngay vô nha các bạn. Lên thôi. Nước chảy quá gắt rồi, cái mùi nó muốn đụng ở trên luôn kìa. Thấy không? Rồi, nẹt luôn. Đó, lên ngọt luôn đó các bạn. Ôi, má ơi, kẹt lửa. Ôi, cái này qua, y, ghê quá. Trời ơi. Đứng ngay cái bô nó chịu à. Khó ăn dữ ta. Đứng ngay cái bô nó muốn chết luôn, nó muốn tư nổi luôn rồi. Nè, các bạn coi nè. Ghê chưa? Đụng luôn. Đứng ngay chỗ đó một cái mà cũng nám cái phổi luôn trời. Cuộn giấy luôn không? Cuộn giấy luôn không? Lên không? Cái này phải có cái tàu kéo hay gì lôi á. Rồi ảnh xác định là lên nổi cho nên ảnh về các bạn. Chua lè luôn không? Trời quất ngay đó cái muốn nám cái phổi luôn. Rồi để coi coi hồi cái anh kia ảnh còn lên không nha. Chứ thấy tình hình này cũng gắt lắm rồi đó. Đù, nãy đứng ngay chân chỗ đó cái một hơn hút thuốc lá nữa. Rồi một anh thất bại nữa. Về vị trí cũ đậu luôn, tắp vô đó. Chờ anh kia coi ảnh có lên được không? Trong hai anh này nếu mà có một anh lên thì anh kia sẽ kéo các bạn. Rồi các bạn hãy cùng xem cái gì sẽ diễn biến tiếp theo nha. Rồi hai chiếc đậu cặp với nhau nè. Đó, hai chiếc đậu sát nhau luôn, nước đang đổ ầm ầm luôn. Coi coi mấy anh này sẽ làm gì tiếp theo đây, phải nói là rất là khó khăn hay các bạn. Hình như là anh tính là qua thêm lần nữa hay sao á. Tâm sự cái gì đây. Nước các bạn thấy chưa. Tại mấy anh, tại vì cái là mấy anh tranh thủ buổi sáng để đi còn nhận chuyến hàng, chứ nếu cái này giờ dắt chiều á, nó cũng nước không có chảy gì mấy đâu ha. Không biết sẽ lên nữa hay như thế nào đây. Chiếc này thì nhỏ hơn cái chiếc kế bên nha các bạn. Chiếc này thì chắc độ khoảng 400 tấn thôi. Chiếc kế bên thì bự hơn xíu mà dài hơn xíu, khoảng 600 tấn. Đó, anh kia anh qua chắc qua bên cây xăng đậu quá. Qua bên sông. Ồ, tối ra kìa. Quá tệ luôn rồi.
chắc độ tính lên thêm cái nữa hay sao mà. Đây các bạn, bây giờ thì lại xuất hiện thêm một chiếc xà lan nữa ha. Hôm nay là đại hội xà lan qua cống rồi. Cái này thì cũng lâu lâu mới có một lần thôi nha, chứ không phải mà ngày nào cũng có xà lan qua cống thế này để quay gửi đến cho mọi người xem. Cho nên trong quá trình quay mình có nói gì sai sót thì mong mọi người xem thông cảm, góp ý bỏ qua cho mình. Thì qua đây thì cũng rất thông cảm những anh em đi xà lan mà khi gặp cảnh này các bạn. Cho nên thì mình sẽ gửi đến những hình ảnh cho anh em đi xà lan qua đây thì chú ý ha. Thì là một ngày nó có một cái giờ nước rồng ở ngoài biển này nó chảy rất là nhiều. Thôi bây giờ anh kia anh cũng chuẩn bị lên tiếp theo nè. Chiếc này thì cũng bằng cỡ chiếc này nè các bạn. Đó, bây giờ thì cả hai chiếc đậu hai bên này. Chiếc thứ ba sẽ chuẩn bị lên. Không biết sẽ như thế nào đây. Nước nè, nước thì bây giờ càng lúc càng chảy thì chút xíu nó là nước sẽ nhỉnh đi là nó hết chảy rồi các bạn. Các bạn cùng xem nha. Wow, cái đích bê dưới người ta. Ok. Trời ơi, cái này chắc kinh khủng khiếp lắm. Đó. Bắt chân lên các bạn. Pha này cũng quyết liệt lắm đây. Chiếc này là chiếc dùng ngoài Bắc nha. Hải Phòng hay gì đó. Chứ cái mẫu này thì cũng không phải mẫu ở trong Nam mình nữa các bạn. Thường mấy anh xà lan ngoài dùng ngoài thì không có cái con mắt. Rồi các bạn cùng xem nha. Pha này cũng chắc tính lắm đây. Đó, bắt đầu bo cua lên rồi đó, nghiêng bên rồi đó không. Rồi, lái này cũng chua lắm nha, anh bên kia anh để cái độn vô các bạn, để cho đừng có cho nó giặt vô cái miệng trống á, sợ nó mớp. Mang tải là 2m2. Hy vọng là chiếc này sẽ qua để giải cứu những cái chiếc còn lại. Tắt một bên liền thấy không. Cái lúc này thì nó cũng dễ lên thôi, nhưng mà cái chim dịch nó gần tới cái lúc mà ăn thua thì nó mới khó. Phút hết trơn rồi nên các bạn không thấy được hết chiếc xà lan ha. À, bắt đầu nè. À, tới luôn. À, cái máy này cũng thú dữ ta. Bùm. À, lạc luôn. Chiếc này qua đường rồi thấy chiếc xe qua theo ha. Mạnh hơn mấy chiếc kia ha. Ngon lành. Êm. Rồi chắc có lẽ video mình sẽ tạm dừng đây nha các bạn. Tại vì cái là hai chiếc xà lan này chắc không thể nào qua được. Tại cái là mấy ảnh đã qua rồi. Nhưng mà không qua. Mình sẽ đợi cái lúc mà mấy ảnh qua. Mình sẽ quay cái đến cho mọi người xem. Tại vì chắc mình nghĩ là tới đây gần đầu giờ chiều á, nước nó bắt đầu lớn lên anh mới tiếp tục qua ha. Bây giờ hai chiếc đậu hai bên nè, chiếc nào qua được thì khỏe, còn chiếc nào qua không được thì xác định ở lại ngày mai qua tiếp. Rồi, video mình xin tạm dừng đây nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.